nhưng mà nó cũng không phải là quá nhiều. Tại vì những con côn trùng mà gây bệnh đó, ngoài cái việc là nó gây ra bệnh trực tiếp, nó còn có một số lớn là nó truyền bệnh, và một phần nữa là nó chỉ gọi là vô tình gây bệnh thôi. Giống như cái con hôm qua mình học cô Hiểu Hoa có dạy đúng không? Con kiến ba khoang học chưa? Ủa học chưa? Học rồi. Rồi chứ sao anh chỉ lắc vậy? Đây là nó cúp hả? À tuần trước hả? À con gặp kiến ba khoang rồi đúng không? Thì đó, con kiến ba khoang vậy thực chất nó có muốn gây bệnh cho mình không? Không. Vô tình thôi ha. Rồi. Thì bây giờ trước tiên, hôm bữa cô hôm bữa các thầy cô đã có hướng dẫn cho mình cái định nghĩa chưa? Thế nào là vector? Trong này có ghi hết rồi ha. Các bạn phải hiểu được định nghĩa vector truyền bệnh là gì nha. Các bạn được phép lập sách ra đọc mà, bài đại cương. Bài đầu tiên á, đại cương ký sinh trùng á, vector là gì? Vector là gì các bạn? Ôi, ba cái dấu này là sẽ ra thi á, rất là nhiều nha. Tôi hỏi vòng vòng bên nó không á, chứ không phải là tôi hỏi là con nó kích thước bao nhiêu hay là nó gây bệnh như thế nào hay bệnh gì đâu, mấy cái đó không cần thiết. Cái bây giờ các bạn cần nắm là cái cơ bản. Vector là gì? Ở đây tôi chỉ đề cập tới vector sinh học, vector cơ học thôi, bởi vì tôi cho rằng các bạn đã học rồi. Nghe, vậy thì vector là gì mấy bạn? Bạn nói đi em. Côn trùng hoạt động vật thân và mang ký sinh trùng và truyền từ người này cho người khác. À, vector, đúng rồi, cảm ơn bạn. Vector có nghĩa là một cái động vật, thường người ta dùng cho động vật nhỏ như côn trùng hoặc là các động vật thân mềm, nó có thể mang cái tác nhân gây bệnh và nó truyền sang một ký chủ khác. Được chưa? Bởi vì đây là một cái động tác có hướng nên người ta gọi là một cái vector. Ha? Thì trong cái vector này nó có vector sinh học và vector cơ học. Mình hiểu rồi ha. Vector sinh học có nghĩa là mầm bệnh nó có thể gia tăng, có thể phát triển ở bên trong cái con vector, cái con trung gian truyền bệnh. Còn vector cơ học nó chỉ mang một nhiệm vụ là vận chuyển, không hơn không kém. Được chưa? Rồi, tiếp theo cái tàn chủ. Tàn là chữ, tàn chữ được không? Tàn chủ có nghĩa là một ký chủ, ở đó nó sẽ chứa ký sinh, chứa mầm bệnh. Thì cái tàn chủ này nó có thể là thú hoặc là môi trường, có nghĩa là động vật hoặc không phải động vật, chứa ký sinh trùng, chứa, nếu ở đây dùng chứa ký sinh trùng bởi vì mình đang học ký sinh trùng. Nếu mà mình gom lại, mình nói chung hết thì mình gọi là mầm bệnh ha? Là thú, là động vật hoặc không phải động vật, chứa mầm bệnh và có thể lây cho người. Vật mang hay gọi là carrier, ở trong sách của mình sẽ ghi là người lành mang bệnh á, được không? Thì lúc này là người hoặc vật mang ký sinh trùng trong cơ thể nhưng không có biểu hiện bệnh. Người hoặc vật mang ký sinh trùng trong cơ thể nhưng không biểu hiện bệnh. Ủa vậy thì tàn chủ có biểu hiện bệnh không? Tàn chủ có biểu hiện bệnh không? Sao biết được? Tại vì nó có thể là động vật hoặc không phải động vật mà sao biết được đúng không? Sao định nghĩa chuyện đó được? Rồi. Vậy vector có biểu hiện bệnh không? Vector nó mang ký sinh, nó mang mầm bệnh gì, nó có biểu hiện bệnh không? Rốn quá ha. Rồi bây giờ mình suy nghĩ nha. Vector có phải là ký chủ không mấy bạn? Vector cũng phải là ký chủ không? Vậy khi nói về ký chủ, mình sẽ có cái định nghĩa là ký chủ vĩnh viễn, ký chủ vĩnh viễn, ký chủ trung gian, ký chủ chính, ký chủ phụ, kể ký chủ ngẫu nhiên, tùm lum la hết vậy. Vector có phải là một ký chủ không? Những cái này là những cái mà người ta sẽ có thể xoay nhau rất là nhiều thứ, nhưng mà mình cần nắm lại cho nó rõ ha.
vector á, về bản chất á, mình có thể coi nó là một ký chủ cũng được, nhưng nó là một ký chủ trung gian, được không? Tuy nhiên ở ký chủ trung, ở ký, tại vì sao? Ở trong cái ký chủ chẳng hạn như là trong con muỗi á, thì cái con sốt rét, cái con sốt rét nó có thể phát triển tới một giai đoạn nên vẫn được xem là ký chủ, được không? Những cái giao bào của nó sẽ hợp lại thành giao tự lực, giao tự cái và thành chứng nang, nên vẫn có thể xem đó là một ký chủ trung gian, được được chưa? Nhưng mà với con muỗi thì không ai gọi là ký chủ trung gian, hiểu không? Mà người ta sẽ gọi là vector luôn. Nên nói về mặt lý thuyết thôi ha, thì vector có thể được xem là một ký chủ, được chưa? Rồi, vậy thì vector có phải là tàn chủ không? Vector có thể được xem là một tàn chủ không các bạn? Tại sao? Giờ mình định nghĩa, mình coi cái định nghĩa tàn chủ ha. Tàn chủ nó là động vật hoặc không phải động vật có thể chứa ký sinh trùng và lây bệnh cho người. Vector cũng tương tự như vậy. Nhưng mà về mặt lý thuyết vẫn có thể nha, về mặt lý thuyết vẫn có thể xem là tàn chủ. Tuy nhiên khi bạn nói tới vector là bạn đang nói tới côn trùng hoặc động vật nhỏ, động vật thân mềm. Còn khi bạn nói tới tàn chủ là bạn đang nói tới một là động vật, ví dụ như là động vật lớn, hai là bạn đang nói tới môi trường, được không? Thì mình sẽ có một cái điểm nhỏ mình phân biệt ra như vậy, được không? Vậy cuối cùng vector có thể là vật lành và là carrier không? Vector có thể là carrier không các bạn? Cũng có thể là carrier luôn, cũng có thể là vật lành mang bệnh luôn, được không? Bởi vì con này nó đâu có những cái mầm bệnh, nó đâu gây bệnh cho vector đâu. Ha? Nhưng mà như vậy thì nó lại không có phù hợp lắm. Tại vì ở cái vật lành mang bệnh á, nó luôn luôn có một cái chuyện là trước đó nó phải gây bệnh nha. Trước đó cái mầm bệnh đó phải gây bệnh cho ký chủ, sau đó nhờ một cái yếu tố miễn dịch nào đó thì cái con ký chủ này nó mới không có bị bệnh nữa. Nó lành, nó thuyên giảm, nhưng mà mầm bệnh thì không bị đẩy hoàn toàn ra ngoài, được không? Trong khi đó với vector thì vector khi mà hút phải máu sốt rét, vector nó, cái con muỗi nó có bị sốt rét không? Không hề, được không? Vậy thì nếu mà mình nói vector là vật lành mang bệnh thì nó cũng hơi kỳ ha. Cho nên trong trường hợp này nó không có phải nha. Và với lại thường người ta dùng cái chữ carrier là người lành mang bệnh á, người ta dùng cho người nhiều hơn, hiểu không? Rồi bây giờ với phân nhóm vector ha, với các nhóm như là mình chỉ có chủ yếu là mình học ba nhóm: ruồi, muỗi, không có học kiến gián ha, ruồi, muỗi và bọ chét. Thì với muỗi nó có bốn nhóm: Aedes, Anopheles, Culex và Mansonia. Thì cái con muỗi Aedes á là nó truyền ba thứ là sốt xuất huyết, dengue, sốt vàng và virus Zika, được không? Anopheles là sốt rét, muỗi Culex là virus viêm não Nhật Bản và dung chỉ bạch huyết, Wuchereria pancrotti. Còn muỗi Mansonia là dung chỉ bạch huyết, Rugia malayi. Các bạn phải học cái bản này, bản này là phải học nha, để mình biết. Tại vì dù như tôi ra câu hỏi là muỗi Culex là vector truyền bệnh của những tác nhân, của những bệnh lý sau ngoại trừ, được không? Đặc biệt là hai con dung chỉ bạch huyết nó dễ bị nhầm ha. Vector cơ học không? Không, muỗi không phải là vector cơ học. Tôi sẽ cho bài mà khỏi chụp, đừng lo. Rồi, đối với ruồi thì ruồi không phải là vector sinh học mà là một vector cơ học, chủ yếu là vector cơ học, vi khuẩn, virus, nấm, vi nấm và trứng giun sán nó đều có thể chuyên trở hết. Rồi tới hai con hai con, ba con bọ chét. Thứ nhất là Tunga penetrans, là con này là bọ chét người,
con bọ chét người này thì nó ít khi nó chủ yếu là nó gây ra những cái vết đốt tại chỗ. Thứ hai là Xenopsylla keopis, thì con này nó là cái con truyền Yersinia pestis, học chưa? Học rồi đúng không? Yersinia pestis, nhưng mà con này là nó gây truyền từ thú sang người. Trong khi đó một cái con là Bullous irritans, nó lại là cũng truyền Yersinia pestis luôn, nhưng mà nó truyền từ người sang người. Đúng không? Hai cái con Tunga penecans với lại Bullous irritans đó là hai cái con ký sinh trùng và hai con bọ chét của người. Được chưa? Các bạn nhớ chỗ này nha, không thôi sẽ bị hỏi kỹ chỗ này đó. Rồi, mình nói nhanh từ mũi ha, cố gắng bữa nay học lần sau 10 rưỡi mình nghỉ nha. Không hơn, không hơn, không kém nữa. Về mũi, mũi cái tên chung của nó đó là Culicidae, thì con này là một lớp côn trùng. Côn trùng là sao và lớp nhện là sao? Đặc điểm phân biệt lớp côn trùng và lớp nhện. Ấy dạ, cái này quên rồi đúng không? Đây để phân biệt lớp côn trùng lớp nhện, nói đi em. Đúng rồi em ơi, đúng không? Đúng rồi. À, cặp rau không tên đó ha. Rồi sao nữa? Lớp nhện có anten không? Không. Rồi tiếp theo. À, có 3 phần phân biệt. Con nào có 3 phần phân biệt? Rồi còn con nhện, lớp 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 nhện, lớp hình nhện. 3 vòng như một hả? À, nó không có phân biệt rõ đầu ngực ha. Rồi còn gì nữa không? À, 3 điểm cơ bản nhất, đồng ý. Ok, rồi nếu mà mình nói về mấy con côn trùng với lại con nhện đó, mình có thể thêm một cái điểm mới là ở một số côn trùng thì nó có cánh ha, còn đa số lớp hình nhện thì không có cánh nha. Rồi, cảm ơn bạn ha. Ủa, lát nữa ghi tên mấy bạn lại nha, ghi chú lại nha, để có gì cộng điểm vô, tại vì tôi không biết điểm thi cuối kỳ sẽ như thế nào, cho nên thôi giờ mình cứ gom được điểm gì mình gom điểm đó ha các bạn ha. Nói chung là sẽ cố gắng không để cho các bạn rớt, tại vì nghe cái gì mà bảy chỉ rồi hả? Không, bảy chỉ là của vi sinh và ký sinh luôn đúng không? Nếu mà rớt vi sinh thì thôi, đóng có 5 triệu mấy mà. Đóng hết mà. Ủa là sao? Khoan này hỏi ngoài một xíu nha. Rớt là rớt hết. Lỡ rớt vi sinh rồi hả? Có ai rớt vi sinh không? Nhiều không? Rớt ký sinh luôn không? Đó chứ là lỡ rớt là rớt hết, phải thi lại hết thôi các bạn hay sao? Ví dụ các bạn rớt ký sinh thì ký sinh sao? Thi lý thuyết vi sinh chưa? Biết kết quả chưa? Chị ai biết mình rớt rồi thì làm khỏi cần đi học ký sinh nữa đúng không? À chắc là vẫn được. Vẫn được mấy cái điểm của đợt 1 này để chuyển qua hả? Cho thi lại. Thi lại lần 2. Ủa sao kỳ cục vậy? Ôi trời ơi. Vậy thôi cố gắng cái môn này nha. Môn này có thể kéo điểm lên không? Có thể kéo xuống. Không không không, ý tôi hỏi là ví dụ môn này điểm cao thì nó có thể tính trung bình ra kéo lên không? Có. Có đúng không? Cao là bao nhiêu? 10 điểm. Cao. Cái gì cao 10 điểm? Cho tôi biết cái mức trung bình đi để rồi tôi còn biết lượng ra đề nữa. Tôi ra đề cũng hơi nhiều quá. 7 nha. Lấy trung bị là 7 nha. Không, nghĩ sao 8 gì em? Học 8 sao một cái tự nhiên mấy năm trước điểm thấp quá trời, mấy năm nay điểm cao quá trời đâu có được. Rồi thôi, nói chung là cố gắng làm sao. Nói chung các bạn chỉ cần học bài là các bạn sẽ được 6-6.5. Học bài kỹ á. Tao phải là học bài gọi là đơn thuần không đi học bữa nào á. Cố gắng 6-6.5 ha. Rồi bạn nào mà nghe và ghi chi chú thêm á thì các bạn sẽ được cao tùy vô sức người nha. Chứ không thôi tội nghiệp quá, cái điểm gì mà nó kỳ cục quá ha. Như thế nào, điều kiện như thế nào các bạn cũng phải đóng tiền ghi lại hết 10 triệu mấy. Rớt, rớt cái nào. Ồ vậy hả? Rớt thành phần. Vậy là dùng giàu đó chứ. Rồi. Rồi bây giờ ha, cái mũi này là lớp côn trùng Insecta.
Con mũi này nó thuộc lớp côn trùng, với ngành lớp bộ họ chi loài, với ngành lớp bộ, được chưa? Lớp côn trùng Insecta, bộ là bộ hai cánh Diptera nhé. Cái chữ Diptera này á, là cái chữ đi phía trước á, nghĩa là hai á, ha. Có ba phụ họ, Culicinae, Anophelinae và Topsorhynchidinae. Thôi đừng có học cái con cuối này, mình học hai con đầu thì thôi là đủ mệt rồi. Đọc mấy tên tiếng Latin đủ mệt rồi ha. Và các bạn sẽ thấy nha, bắt đầu từ họ, chi, loài là bắt đầu các bạn in nghiêng hết, bắt đầu từ loài các bạn in nghiêng hết nha. Ở đây tôi in luôn cho các bạn chú ý thôi. Với con mũi này thì chu trình biến dạng của nó là chu trình hoàn toàn. Ủa có biết mấy chu trình này hồi xưa lớp 8 học rồi đúng không? Nhưng mà hồi xưa không có đọc là biến dạng, hồi xưa đọc là biến thái, được không? Nhưng mà bây giờ trên sách này thì là sách người ta ghi là biến dạng, thôi tôi ghi biến dạng, ta không ai đọc biến thái, hồi nhẹ mệt quá ha. Thì nó có biến hay biến dạng hoàn toàn và biến dạng không hoàn toàn nha. Thì cái con mũi này là biến dạng hoàn toàn. Hoàn toàn là sao? Ấu trùng khác với trưởng thành. Ấu trùng con non khác với lại con non, ấu trùng khác với trưởng thành ha. Còn nếu mà không hoàn toàn có nghĩa là tụi nó xem nhau nhìn vô con non là biết ha, ấu trùng là biết được con trưởng thành như thế nào. Rồi bây giờ đây, với tới chu trình phát triển của mũi thì có ba cái link này là của CDC. Giờ mình sẽ bấm vô đây cho các bạn cùng coi ha. Hoặc là để không để mở ra luôn cho coi đi. Bây giờ chu trình phát triển của mũi Aedes, Anopheles và Cules là ba thứ khác nhau. Để mở cho các bạn cùng coi. Tôi sẽ gửi cho các bạn những cái PDF này để các bạn nhìn nha. Bởi vì tại sao mình phải học trên cái này? Bởi vì đây là cái gọi về cơ bản, gọi là chuẩn. Một là của WHO, hai là của CDC. Được không? Mình nhìn vô đây và mình học thôi, mình không cần nói nhiều. Thì với Aedes á, thì hai cái con mũi mà người ta thường dùng nhất, thường mô tả nhất là Aedes aegypti và Aedes albopictus. Được không? Hai con này thuộc về mình, người ta gọi là mũi hổ á. Tiger mosquito ha, thì nó sẽ là gây ra cái bệnh ở Việt Nam mình, ở khu mình đó là sốt xuất huyết với lại cái Zika. Thì đầu tiên vẻ rất là đẹp ha. Đây là con trưởng thành. Và con trưởng thành này chỉ có với con cái á bạn, con mũi nó có con đực với con cái. Thì con nào hút máu? Con cái, còn con đực nó hút gì? Hút nhựa cây. Tại sao con cái nó phải hút máu? À, bởi vì trong máu nó có cái thành phần protein và sắt rất là cần thiết để cho nó tạo ra cái trứng, được chưa? Thì khi đó nó hút máu xong, nó sẽ đẻ trứng. Thì trứng ở đây nó biến thành con này gọi là con lăng quăng, hay gọi là con cung quăng, nhiều người gọi vậy. Nhưng mà sau đó tới một cái giai đoạn khoảng 5 ngày sau, nó biến thành pupa này cả con. Không, con này mình ta gọi là con bọ. Con này thật ra cái tên của nó chung á, người ta vẫn gọi là con lăng quăng luôn ha. Nhưng mà cái con này á thì tôi hay, thì các bạn thấy nó không, các bạn nếu mà bạn nào đang nuôi mũi, nuôi lăng quăng á để mà nạp á, thì các bạn sẽ thấy nó là những cái con mà nó có cái cục đầu đen đen á và nó di chuyển rất là nhanh. Con này thật sự về tiếng Việt á, tôi này tôi gọi là cái tôi không biết gọi tên nào cho đúng nữa. Không, thiệt sự là cái này chỉ gọi, tôi theo tôi nha, tôi chỉ gọi là pupa thôi, đó là cái một cái ấu trùng tiếp theo của con lăng quăng, của con mũi, ấu trùng hai giai đoạn. Chứ thiệt sự không biết cái tên của nó ở Việt Nam, tên bình thường mình sẽ gọi là cái gì cho các bạn hình dung ra được, hiểu không? Các bạn gọi bọ gậy, con này đâu có hình dạng gậy, con này mới gọi là, con này mới đúng là dạng cái gậy nè. Người ta sẽ gọi này lăng quăng, còn này bọ gậy chẳng hạn ha. Nhưng mà nhiều lúc người ta lại nói bọ gậy hay lăng quăng là chung hết luôn. Thôi các bạn biết nó có hai dạng hình thái là được rồi, được chưa? Sau đó từ cái con này nó sẽ nở ra thành con mũi, lột xác thành con mũi. Và khi mà con mũi nó lột xác xong á, nó có bay được liền không? Không.
nó phải đậu trên mặt nước một thời gian, hoặc đậu trên cây, trên thực vật thủy sinh một thời gian để nó đủ sức, gọi là cánh của nó thẳng ra nó mới bay được nha. Thì cái giai đoạn đó, giai đoạn nó dễ đi ăn ha. Rồi đây là cái hình ảnh về cái trứng của muỗi nha. Đây là cái trứng của muỗi ha. Cái trứng của con muỗi Aedes này á, nó đen thui à, cái bề ngoài nó đen thui à, và đặc biệt là nó có một cái lớp phao xung quanh, được chưa? Nhưng mà cái trứng của con Aedes này nó có một cái đặc điểm là, ví dụ như là cái chậu đựng nước của nó, của mình á, nó để vô đúng không, thì trứng nó sẽ bám đen ở phía trên cái thành. Mà sau đó chẳng hạn như cái nước này nó bị khô, nhiệt độ cao lên nước bị khô đi, trứng nó chết không? Không, trứng này không chết. Nó có khả năng chịu khô hạn rất là cao, đợi tới lúc mà nước đầy lại thì nó lại bắt đầu tiếp tục nở ra ha. Rồi, đây là con lăng quăng ha, đây là hai dạng lăng quăng của nó ha. Và cuối cùng đây là con muỗi. Thì con muỗi nó sẽ chui ra khỏi cái pupa này và sau đó nó đậu trên mặt nước một thời gian, được chưa? Cái tư thế hút máu của con muỗi này là các bạn thấy nó rất là lạ ha. Nó gù lưng xuống nha. Lát nữa mình sẽ có một cái tổng hợp để mình nhìn vô, mình biết cái nhìn vô cái kiểu trứng nè, nhìn vô cái dạng lăng quăng nè, và nhìn vô cái kiểu hút máu của con muỗi là mình sẽ biết được đó là con muỗi gì, được chưa? Rồi, tiếp theo là con muỗi Culex. Con muỗi Culex này cũng là một con muỗi thường gặp. Đây ha, đây là con muỗi Culex thường gặp. Các bạn sẽ thấy trong nhà mình đôi lúc nó có hai loại muỗi. Một loại muỗi nó có vằn trắng, đúng không? Và một loại muỗi khác là nó đen thui, nó nâu hết nguyên người. Thì cái con muỗi mà nâu hết nguyên người á, đó là con Culex, con không có vằn á. Còn con muỗi mà có vằn là con muỗi Aedes, được chưa? Thì cái chu trình phát triển nó cũng y chang thôi, không có gì khác nhau. Rồi, khác biệt ở đây là về cái loại trứng ha. Trứng của con Culex thì nó sẽ kết thành một bè. Trứng này nó kết thành một bè và nó nổi trên mặt nước. Lăng quăng thì nó có dạng treo. Lăng quăng nó có dạng treo, khi mà nó bám lên bề mặt nước để nó thở thì nó sẽ có dạng treo. Rồi, con muỗi này thì nó hút máu nhẹ nhàng hơn. Nó hút máu nó có điểm tựa nhẹ nhàng hơn. Rồi, còn đây là muỗi ai, muỗi Anopheles. Muỗi Anopheles là muỗi truyền bệnh sốt rét. Thì cái trứng của nó có cái đặc điểm gì? Trứng của nó cũng là trứng rời rạc. Và cái kiểu hút máu của nó là nó sẽ chọc đít lên nó hút. Đây ha. Đây là cái đặc điểm hút máu của nó. Mỗi khi thấy con muỗi nào hút máu mà nó chọc đít lên là thấy hơi mệt rồi đó. Gần đây con muỗi Anopheles rồi ha. Và con muỗi Anopheles thì hên xui, không biết có phải là nó có chứa sốt rét hay không nha. Có bạn nào bắt được con Anopheles không? Bắt chưa? Chưa bắt đúng không? Nuôi lăng quăng lớn chưa? Chưa nữa hả? Rồi. Rồi, đây. Đây là ba hình thái lăng quăng của nó ha. Đối với con Aedes, đây là con Anopheles và đây là con Culex. Mình sẽ nhìn thấy cái gì? Khi mà các bạn quan sát cái hình thể vào ngày thứ 5 tuần này là mình học về vi nấm với côn trùng ha. Thì các bạn sẽ thấy đối với con Aedes á, thật ra mấy cái đầu của mấy con này nó gần nhau, khó mà phân biệt lắm. Nhưng mà các bạn nhìn vô cái cấu trúc đuôi. Đối với con Aedes là đây là cái ống thở của nó này, được không? Đây là ống thở của nó ha. Đây là cái gì? Và bên đây là cái chùm lông. Thì chùm lông này nó rất là ngắn, được chưa? Ống thở này cũng ngắn nữa. Ống thở ngắn là chùm lông ngắn ít. Đối với con Culex thì sao? Ống thở rất là dài và chùm lông cũng nhiều hơn, dài hơn, cái gì cũng dài hết. Trong khi con Anopheles thì nó không có cái gì luôn. Tại vì sao? Tại vì hai ống thở nó nằm hai bên rồi nha. Ống thở nó nằm hai bên rồi. Mình sẽ đếm cái ống thở nó nằm ở đốt số mấy mấy bạn?
mình đếm coi ống thở nằm ở đâu số mấy. Cái này là phần gì? Tương ứng này là phần đầu ha, phần này là phần thorax là ngực, được chưa? Còn đây là nguyên tất cả những cái đốt này là abdomen là bụng. Thì đây đốt số mấy? Mỗi cái đốt đó thì mình sẽ xác định cái đốt dựa vào cái lông xung quanh của nó chìa ra nè nha. Mình coi coi cái ống thở của nó nằm ở đốt số mấy. Ở đây có ghi luôn nè, nằm ở đốt số 8 nè, nhìn đây cho nó nhanh ha. Ở đây là tất cả các ống thở đều nằm ở đốt bụng số 8 hết nha. Tất cả ống thở đều nằm ở đốt bụng số 8 hết, được chưa? Rồi, cái con mũi là cái tác nhân gọi là gì ta? Cái con mũi gọi là một loài động vật mà giết người, số lượng người mà do nó giết nó còn nhiều hơn tất cả các cuộc chiến tranh gộp lại nữa, được không? Bởi vì sốt rét, sốt xuất huyết và đủ thứ bệnh khác, nó là tác nhân vector truyền của rất nhiều bệnh. Rồi, đây là mũi trưởng thành, mũi trưởng thành, mũi Cules, mũi Anopheles và mũi Aedes. Đây với hình ảnh này các bạn sẽ thấy ha. Đối tại sao đối với mũi Anopheles, giờ mình nhìn Aedes trước, mình đi từ đây qua nha. Đối với mũi Aedes á, tại sao nó nằm nó lại dạng keo lơ lửng? Bởi vì cái ống thở của nó nằm ở một góc. Nó nằm ở một góc giống như là 45 độ vậy đó ha. Thành ra khi mà nó muốn thở nó phải cắm ống thở nó thẳng góc với lại mặt nước. Thành ra cơ thể nó sẽ bị keo. Được chưa? Tương tự con Cules cũng vậy, nhưng mà con Cules nó có cái đặc điểm là râu với cái phần lông của nó ngắn hơn, ống thở nó cũng ngắn hơn ha, nó cũng nằm treo luôn. Nhưng mà với con Anopheles thì lúc này cái ống thở của nó nằm hai bên, nó nằm hai bên của lúc bụng số 8, thành ra là nó chỉ cần nằm ngang mặt nước là nó thở được rồi, được chưa? Còn những đối với những cái con mà bọ gậy này nè thì lúc này nó lại rất là giống nhau, gần như giống nhau rất là nhiều, cho nên thành ra là mình không có phân biệt giữa bằng nó ha. Đối với mũi thì sao? Mình nhìn vô cái mũi, với đối với con mũi mà Aedes á thì các bạn sẽ thấy một chuyện là khi nó hút máu á, cái thân của nó nằm ngang nhưng cái đầu của nó cúi xuống, được không? Cái thân của nó thì nằm ngang, thấy không, nhưng mà cái đầu của nó thì cúi xuống. Đối với con mũi Cules thì sao? Cái thân của nó cũng nằm ngang, khi hút máu thân cũng nằm ngang, cái đầu của nó cúi xuống nhưng mà cái góc này nó thoải hơn nhiều ha. Trong khi đó với con Anopheles thì lúc này thân và đầu hợp thành một đường thẳng 45 độ, được chưa? Chọc đít lên mà hút máu nha. Dựa vào đây để mình biết ha, mình nhìn vô cái kiểu hút máu là mình biết con gì liền. Rồi, bây giờ sinh thái của mũi. Đối với sinh thái của mũi thì ở đây chủ yếu với đầu tiên với loài Anopheles là cái loài gây bệnh sốt rét á. Thì ở đây tùy theo từng khu vực sinh thái mà nó sẽ có từng loài khác nhau. Ở cái vùng tự nó trải dài từ vùng nước mặn, nước lợ cho tới khu vực rừng sâu luôn. Không có học cái này nha, đừng có lo. Thôi không có cho ra đi cái này đâu, sao mà nhớ hết được. Biết vậy thôi, nó trải dài ở tất cả các khu vực hoang dã, từ vùng nước mặn, nước lợ cho tới rừng sâu luôn ha. Nhưng mà Aedes thì sao? Aedes thì ngược lại, ưa có nhiều có khu dân cư, tại vì đó có nhiều con mồi. Thì tất cả khu vực của nó, những chỗ của nó đều là ao tù nước động hết, không phải gọi là ao tù nước động, nói vậy. Aedes ở đây nó ưa nước sạch, nó sẽ ở những khu vực chứa nước, chứa nước mưa hoặc là chứa nước sinh hoạt, nhưng mà bị bỏ gọi là bị bỏ chấm, được không? Cho nên là mấy cái chiến dịch mà người ta đi diệt mũi, diệt long quăng á, là người ta tìm hết những cái gọi là nước động này nọ, nước mưa động này nọ để người ta đổ hết. Trong khi đó với Cules thì nó sống ở đâu? Với con Cules này nó có một cái chuyện là nó mê nước dơ, thì nó sẽ ở trong. Với con Cules những mê nước dơ nó sẽ ở trong những cái ao tù nước động, cống hay là mấy cái rãnh nước, khe nước này nọ.
chậm hẹp. Tại sao? Bởi vì cái ấu trùng của nó cần ăn những cái mùn bã hữu cơ. À, thì có thể các bạn mà ra cái lăng quăng đó, các bạn ra tiệm mà mua lăng quăng đó, các bạn về á, các bạn sẽ thấy đa số nó sẽ là, nó nở ra sẽ là cules không? Bởi vì người ta đi vớt lăng quăng ở đâu? Ở những cái ao tù nước đậm không? À, còn ở trong, nếu mà bạn thấy mà lăng quăng ở trong những cái hốc nhà của mình á, thì các bạn sẽ lại thấy nó là đa số là bụi anophen. Anophen là bạn nào mà ở trên rừng, trên núi á, thì các bạn sẽ thấy ha. Anophen nó lại ưa cái vùng gọi là nước suối, gọi là những khung cảnh nên thơ. Nước suối, nước trong và có dòng chảy chậm, rồi có thêm thực vật vi sinh. Ha. Cái con muỗi Mansonia thì nó ít gặp hơn. Còn cái con muỗi Mansonia nó có một cái đặc điểm là nó lại mê cái chỗ nào có nhiều cây thủy sinh. Bởi vì á, cái ấu trùng răng quăng của nó không có bơi tùm lum, mà nó cắm vô trong cái cây thủy sinh để nó hút không khí trong đó. Nha. À, thì bây giờ mình chỉ học quan trọng hai con là Aedes và Anophen thôi, bởi vì đây là hai cái con mà nó gây ra nhiều thứ nhất. Được không? Nó gây ra nhiều vấn đề rắc rối nhất. Đối với con muỗi trưởng thành, muỗi Aedes trưởng thành thì ưa ở khu vực đông dân cư, là muỗi này là muỗi thành thị. Nó hút máu vào ban ngày, nhưng mà chủ yếu là lúc bình minh hay hoàng hôn, lúc đó là sẽ dễ bị muỗi chích, lúc chạng vạng á. Tại vì sao chạng vạng, khoảng chạng vạng này lại nó lại ưa hút máu như đó? Nó đi kiếm ăn sao em? Tại sao lại thích chỗ này? Ta thích cái đoạn thời điểm này ha. Bởi vì ở cái thời điểm này á, thường á, nhiều động vật nó sẽ bị choáng mắt nha. Đặc biệt mấy đứa bị cận á, phải không? Mấy đứa bị cận có phải là tới buổi chiều á, màu đó rồi nó hơi nhòe ra đúng không? Thấy đâu mà đập. Đó vậy thôi, tức là ra là ở động vật á thì là cái buổi mà nhập nhòe này nè, cái buổi nhập nhòe giữa hai thời điểm sáng và tối á, thì nó sẽ không nhìn thấy rõ. Và cái thời điểm này là cái thời điểm mà hút máu dễ nhất, không bị đập. Vậy tức là nó cũng đã làm một cái thống kê rất là nhiều ha, dựa trên hàng ngàn cá thể đã chết thì nó thống kê ra được cái muỗi nào là muỗi hút máu tuyệt vời nhất. Con muỗi này nó tồn tại được vài tuần và nó kéo dài khi mà mùa mưa, thời gian sống của nó sẽ kéo dài hơn khi mùa mưa tới. Vậy cho nên thay đổi khí hậu nó có ảnh hưởng gì tới mấy con này không? Có ha, những cái khu vực của mình đó, nó sẽ bị mưa nhiều hơn, mưa thất thường và mưa nhiều hơn dẫn tới sao? Hồi trước đó là mùa mưa rõ, mùa nắng, mùa khô rõ đúng không? Mùa mưa rõ và mùa khô rõ, thành ra là nó chỉ sống đúng trong cái giai đoạn mùa mưa thôi. Nhưng bây giờ là mưa thất thường không? Thất thường chứ, tự nhiên hôm bữa mới hết Tết xong cái nguyên đợt mưa. À, mà nguyên chỉ cần mưa xuống là bắt đầu nó có thể đẻ và nó có thể có nước đọng. Vậy có phải là lúc này nếu mà mưa thấp thường thì có phải là cái tình trạng mà muỗi xuất hiện sẽ là gần như quanh năm không? Mà khi muỗi xuất hiện thì nó có thể là hút máu nhiều hơn ha, và nó gây bệnh nhiều hơn. Thành ra lúc này sốt xuất huyết có thể nó sẽ không còn thành gọi là dịch trong mùa nữa, mà là quanh năm luôn không chừng. Vậy nha, vậy thì cái thay đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng tới các bệnh truyền nhiễm. Rồi, trong khi đó muỗi Anophen là con muỗi nông thôn, được không? Là muỗi sống ở rừng rậm, nó ưa nơi rừng rậm hơn và nó hút máu vào ban đêm từ 8 giờ tối tới 2 giờ sáng. Tại sao nó lại hút máu vào giờ này mà không phải hút máu vào ban ngày? Ở trong rừng ghê lắm. Ở trong rừng là đủ thứ cà beo này ở đủ dây hồ hết ha. Cho nên là nó chỉ có thể hút máu vào ban đêm. Lúc này động vật hoặc là người sống ở trong rừng á ngủ hết rồi. Và khi ngủ thì nó sẽ tiện bề hoạt động. Nha. Rồi, trứng của Aedes thì sao? Trứng Aedes là trứng rời rạc và đẻ ở nơi nước sạch, chịu được khô hạn. Trong khi đó trứng của Anophen thì lại rời rạc, cũng rời rạc luôn, nhưng mà nổi trên nước và có hai phao. Nó nổi lên nước nhờ có hai cái phao đó. Trứng được đẻ ở vùng nước trong, dòng chảy chậm và có thực vật thủy sinh. Tùy theo loài mà nó sẽ ưa nước mặn, nước lợ hay nước ngọt khác nhau, không gì hết. Nhưng mà mình biết tìm nó ở đâu ha. Ví dụ như là bạn muốn tìm mà lăng quăng của Anophen là bạn sẽ đi vào những cái vùng
suối đậm á, các bạn tìm ở chỗ ven đá thì các bạn có thể thấy lăng quăng của nó, lăng quăng mà không nằm ngang á, trên mặt nước á. Hồ đá hả? Không, hồ đá xuống dưới tiền cũng có lăng quăng đâu, có cái khác nha, đừng có đi. Các bạn đi xuống dưới là không còn ngày học nữa đâu nha. Rồi, không có nhất thiết phải đi tới đó. Rồi, ấu trùng của Aedes ha. Ấu trùng Aedes là ống thở hình chóp ở lỗ bụng thứ 8. Và khi thở sẽ tạo một góc với lại mặt nước. Hồi nãy mình thấy hình nữa rồi, đúng không? Nên này chỉ là tóm lại thôi, cho các bạn biết là ví dụ như là chẳng hạn như hỏi thì sẽ hỏi là ống thở nằm ở lỗ bụng thứ mấy. Và cái câu này không có hỏi trong lý thuyết đâu, hỏi trong thực tập nha. Thì thực tập sẽ hỏi chứ, cái nào quên thì đứng đếm, được không? Đếm xong cái ủa sao thấy nó nằm ở lớp thứ 7, đánh vô thứ 7 rồi xong rớt luôn nghe, là 10 triệu mấy. Rồi đây là hình thái của nó nha, đây là trứng của Anopheles. Trứng Anopheles nhìn nó dày, nó giống như cái hạt gạo mà nó có thêm cái lớp phao xung quanh. Trứng của Cules và trứng của Aedes, được chưa? Trứng của cái con Anopheles này nó đen thùi à, tại vì nó có cái lớp vỏ xung quanh. Lăng quăng của nó thì sao? Cái con lava của nó là ấu trùng của nó này là lăng quăng á. Con Anopheles thì nó nằm ngang sát mặt nước luôn. Còn hai con Cules và Aedes thì nó nằm treo lơ lửng. Nó chỉ có cái ống thở là cung cấp với mặt nước thôi, còn lại người nó sẽ treo lơ lửng trong nước, được chưa? Con lăng quăng nó không có thở bằng mang nha, nó vẫn thở bằng ống thở, cho nên bạn thấy là nó luôn luôn nó phải lặn xuống và nó lại trồi lên rồi nó lặn xuống, thấy không? Cho nên nếu mà bạn phủ nước mà các bạn người ta dùng cái chén, mấy cái chén ở vùng nước có lăng quăng á, người ta có thể dùng dầu á, người ta phủ lên cái trên bề mặt nước á, thì lúc đó là nó không có thở được thì nó sẽ chết, được không? Rồi đây là con muỗi trưởng thành. Với con muỗi trưởng thành của Anopheles thì sao? Muỗi trưởng thành của Anopheles, người nó không có cái gì luôn. Muỗi trưởng thành của Anopheles á, người của nó chân lì. Trong khi với con Cules thì ở những cái khớp, những cái đốt của cái chân của nó sẽ có những cái vạch trắng. Còn đối với con Anopheles thì vạch trắng rất là nhiều. Được chưa? Nên ta gọi là muỗi vằn. Mình nhìn vô đây ha, mình sẽ thấy nha. Đây là cái phần mình sẽ nhìn vô đây để mình nói về từng cái cấu trúc của miệng nó ha. Mình nhìn con này rõ nhất nha. Cái này là cái mũi kim của nó nha, được không? Còn đây là cái râu. Còn cái phần ở đây là cái xúc miệng hàm. Lát nữa tôi sẽ nói cái vai trò của cái xúc miệng hàm là cái gì. Xúc miệng hàm, đây là cái kim nè, còn đây là cái xúc miệng hàm nè, và đây là cái anten nè, được chưa? Thì lát nữa mình sẽ biết cái xúc miệng hàm là cái gì. Nói một cách nôm na, lúc mà các bạn tiêm á, các bạn tiêm cho người ta là các bạn đâu phải nào cầm cái ống về các bạn đâm thẳng vô, các bạn phải có cái đỡ đúng không, phải dùng hai ngón mình đỡ đúng không? Thì tương tự cái xúc miệng hàm là cái phần đỡ của mũi kim của con mũi á. Khi mà mỗi lần nó chích đó, nó sẽ có hai cái xúc miệng hàm của nó đỡ cái mũi kim để nó đâm cho chính xác. Lát nữa mình sẽ xem cách nó hút nha. Mình xem trước cái này. Bây giờ ở đây có ổ điện nhỏ. Mình sẽ xem YouTube cái ha. Thank you.
Mình không cần nghe cái tiếng nha. Mình không cần nghe tiếng ha, mình nhìn hình thôi được rồi nha. Rồi, cái này nó hay. Bạn thấy cái xúc biển hàm là cái phần nè, cái phần này nè, thấy của nó không? Thấy cái kim của nó nè, cái xúc biển hàm của nó sẽ đỡ cái cây kim, đỡ của kim để nó đâm xuống. Con mũi nó là một cái người gọi là lấy máu rất là giỏi nha. Đây cái xúc biển hàm của nó nè, các bạn sẽ nhìn kỹ là chỗ này. Bạn thấy xúc biển hàm nó đỡ cái cây, cái mũi kim của nó không? Hai xúc biển hàm nha. Tại đỡ đâu đỡ bằng một tay mà đỡ bằng hai tay chứ hả? Con mũi thường khi nó hút máu nó hút tới bao nhiêu là đủ? Đó, các bạn thấy mỗi lần nó hút không? Giờ nhìn ha, mình nhìn đây nha. Con này là mũi anophen ha. Không. Ờ đúng là mũi anophen nhưng mà nó chiếu kiểu gì sao mình thấy được nằm kiểu nào thế nào. À, đây là con mũi vằn, mũi Aedes thì bạn thấy khi nó hút á, đúng ra là nó sẽ nằm ngang. Nhưng mà do cái bụng của nó chứa máu nhiều quá cho nên là nó gì xuống luôn ha. Nhưng mà về cơ bản là cái thân và cái đầu của nó không nằm trên một đường thẳng. Được chưa? Nó hút tới khi nào? Nó hút tới no. Nhưng mà đôi lúc nó hăng quá nó hút có thể là nó sẽ đi ị ra luôn một phần máu ở đuôi, ở cái phần đuôi của nó, phần bài tiết của nó ha. Rồi. Đây là con cái hen, đây là con đực hen. Các bạn thấy một cái điểm đặc biệt không? Đây là con cái nè. Con đực luôn luôn cái sợi anten của nó, cái râu của nó đó, nó sẽ nhiều hơn. Con đực nhiều lông hơn. Được chưa? Đây là trứng của nó ha. Đây là ổ chuột của con gì? Ống dài không? Lông nhiều không? À, Aedes ở gần mình ha. Cái gì cũng dài và nhiều lông. Rồi. Đây là mũi gì? Thứ nhất, có vằn không? Không có vằn. Không thấy Aedes rồi. Cái tư thế chích như thế nào? À, không cùng trên một đường thẳng. Vậy tức là đây là mũi còn lại Cules thôi, đúng không? Anophen là nhọn đích lên mà chích đó ha. Các bạn thấy không, cái xúc biển hàm của nó là nó sẽ đỡ cái mũi kim để nó đâm không có bị gãy nữa. Nhất thứ hai là điều hướng nè, đó nó tách cái xúc biển hàm ra và đây là cái mũi kim nè, thấy chưa? Nó đâm rất là hay, nó tìm đúng cái mặt mạch mà nó đâm, tư đúng cái mặt máu mà nó đâm nè. Nó dò các bạn nè, các bạn thấy nè, các bạn thấy một cái điểm hay của nó là cái gì nè. Các bạn thấy là nó đâm đâu tới đâu đúng không? Lúc đầu nó đâm không có tới nhưng mà sau đó nó chỉnh hướng. Nó chỉnh hướng, nó đâm cho đúng lúc mình lấy ven cũng vậy ha. Mình không tới thì mình ngoáy 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 cho nó ra, tìm cho nó ra. Rồi, khi mà nó hút máu á các bạn thì nó sẽ làm cái gì? Khi cái ống kim của nó có hai cái nọc. Một cái nọc là để hút lên và một cái nọc là để thả ra, nhả ra. Nhả cái gì? Nhả nước bọt. Nước bọt của nó có cái chất chống đông. Được không? Chất chống đông đó là sẽ hạn chế máu bị đông cục lại. Nhưng mà xui một cái là mấy con mầm bệnh á, mấy cái mầm bệnh như là sốt xuất huyết dengue á, virus dengue hoặc là sốt rét á, nó lại chui vô cái tuyến nước bọt đó, để khi nước bọt nhả ra thì nó chui vô máu mình luôn ha. Chứ không phải con máu, con mũi hút máu. Cho nên những cái câu mà gì ta, HIV có truyền qua mũi hay không á, là không có. Tại vì con HIV, cái virus HIV á, nó đâu có cái cơ chế nó di chuyển lên tuyến nước bọt ra. Đồng ý không? Đó, khi mà nó hút nhiều quá đó thì nó sẽ ị ra một cái miếng nước.
Rồi cái cấu trúc vòi, cái cấu trúc kim của nó ha. Ở những cái vết mũi đốt á, tại sao các bạn lại bị sưng phù lên rồi các bạn lại bị ngứa nhiều? Tại vì khi nó đâm vào á, nó sẽ tiết ra cái chất chống đông là một chuyện ha. Cái chất chống đông này nó có cái gì, nó có cái chuyện là nó sẽ kích thích cái nó sẽ kích thích các tế bào bạch cầu tiết ra cái histamine với lại chất trung gian gây viêm, nên thành ra bạn các bạn sẽ bị phù lên. À, ok. Cái này hay. Dạ. Vậy thật ra không cần nói nhiều, các bạn đã hiểu sơ bộ về cái cấu trúc chính của nó và cái xúc miệng hàm để làm cái gì rồi đúng không? Cái xúc miệng hàm là để điều chỉnh cái mũi kim, điều hướng mũi kim của nó cho đúng. Rồi, khi mà mình định danh một con mũi á, là mình sẽ dựa vào rất là nhiều thứ. Thứ nhất, các bạn nhìn ở đây, cái con mũi Anopheles nè, cái sợi anten của nó rất là dài nha. Và các bạn thấy cái xúc miệng hàm của nó dài bằng với lại cái mũi kim của nó luôn. Được chưa? Trong khi đó, đó là mũi cái, mũi đực mình không có định danh. Tại sao? Mũi đực nó đâu có chích thần đông, định danh làm gì? Trong khi đó, đối với mũi Cules thì sao? Râu của nó thì râu của nó sẽ ngắn hơn, ít lông hơn, đi thẳng, chỉa thẳng. Sau đó mình nhìn cái xúc miệng hàm là hai cái miếng nhỏ xíu này nè, xúc miệng hàm ngắn hơn so với kim, so với vòi. À, và tương tự mũi Aedes cũng vậy, xúc miệng hàm ngắn hơn so với vòi. Như vậy khi mình nhìn vào con mũi, mình sẽ dựa vào rất là đặc điểm đầu và đặc điểm khoang trên chân của nó để mình định danh nha. Bữa thực tập mình sẽ được học sâu hơn. Thật ra cái vụ mà định danh mũi bằng hình thái á, là bên viện sốt rét ký sinh người ta làm rất là nhiều. Tại người ta phải định danh mũi từng con một, để người ta coi cái vùng phân bố nó có những con gì. Và định danh nó không hề dễ nha. Nó có một khóa định loài dày tới mấy, cả gần cả trăm trang hình thể không. Rồi, mũi. Ngoài vì cái bệnh mũi có gì tốt không? Mũi có cái gì tốt không? Có vai trò y học nào đó không? Không, thật ra cái loài đầu tiên mà tôi cho các bạn coi á, cái loài này nè. Cái loài Topsorhynchitinae á. Cái con Topsorhynchitinae này nó cũng là một loài mũi, nhưng ấu trùng của nó lớn hơn những con thuộc nhóm Culicinae, Anophelinae rất nhiều. Và cái con đó có một cái đặc điểm là nó ăn những ấu trùng khác. Vậy thì thành ra cái Topsorhynchitinae này nó có một cái đặc điểm người ta có thể dùng là người ta nuôi nó, nuôi dùng ấu trùng của nó để ăn hết ấu trùng của những loài gây bệnh kia nha. Tính ra vẫn có những loài mũi có tác dụng, được không? Đồng thời người ta sẽ có thêm một cái chuyện đó là bây giờ người ta đang xây dựng kế hoạch là người ta nuôi cái gì đó, nuôi cái con mũi, người ta bắt đầu thả mũi ra ngoài, nhưng mà trong con mũi đó nó chứa một loại vi khuẩn. Cái loại vi khuẩn đó có khả năng gây vô sinh ở mũi. Được chưa? Nhưng mà cái chuyện đó là một cái chuyện nó hơi dữ dội, tại vì sẽ gây thay đổi nguyên cái hệ sinh thái. Tại vì mình thật sự mình vẫn chưa biết rõ được là con mũi đóng vai trò thế nào trong hệ sinh thái. Mình chỉ biết nó gây bệnh cho mình thôi, chứ mình vẫn chưa rõ thật sự trong hệ sinh thái đóng vai trò như thế nào. Nếu mất đi con mũi thì cũng có thể sẽ ảnh hưởng tới nhiều loài đó, bởi vì mũi sinh ra nhiều, ruồi mũi sinh ra nhiều, nhưng nó có thể là thức ăn của những con khác, của những động vật khác. Nhưng mà nếu như những con ruồi mũi này nó giảm đi thì sao? Thì những con lớn kia sẽ chuyển sang ăn những con khác nữa, và những con đó không sinh sản kịp sẽ dẫn tới nhiều loài nó bị nó bị giảm số lượng, chưa tới tuyệt chủng nha, nhưng mà giảm số lượng. Thì thành ra đó là cái mà mình suy nghĩ trước là như vậy, mình phải làm sao để nó hạn chế sinh sản nhưng mà nó vẫn có mặt. Rồi, thật ra học cái bài này không có phải là học quá sâu quá kỹ, là các bạn phải biết được nó sống ở nhiệt độ bao nhiêu hay này nọ, cái đó sách có hết. Ở đây chỉ nói những thứ nó lạ lạ thôi, các bạn về đọc sách được mà ha. Nghe có đọc sách trước không? Rồi có định gì nghe đọc sách không? Không luôn hả? Hay, tuyệt vời lắm. Thôi nói chung biết vậy để tôi cho đề trong sách cũng dễ.
mấy bạn phải cho tôi biết là mấy bạn không làm cái gì để tôi biết tôi ra đề trong cái đó, đúng không? Rồi, một cái loài mà vector thứ hai là bọ chét. Bọ chét thì đây là một loài ngoại ký sinh trùng nha, ngoại ký sinh trùng chó mèo hay động vật gặm nhấm chuột này nọ gì đó, và chu trình biến dạng của nó là chu trình biến thái gì? Biến thái hoàn toàn ha. Nhớ câu này nha, ra thi mà hỏi một cái mà làm sai là ân hận ngàn năm nha. Cái này là từ lớp 8 đã học rồi ha. Và có hai loài gây bệnh đến người thôi là loài Tunga penicans và loài Pulex tiritans. Còn nếu bọ chét ở chuột và gặm nhấm thì là Xenoxylla keopis. Còn cái loài mà bọ chét chó mèo thì nó là Stenocephalus canis. Thấy cái đuôi canis là biết là chó hoặc mèo, cho chó ha. Chó là canis, còn mèo là felis, vậy không? Được chưa? Đó là tiếng Latin đó. Nhớ những cái con này, thật ra là con này để các bạn vô thi, vô thực tập á, các bạn nhìn cái tên đó các bạn không có lạ. Cái tên của nó dài lắm và đọc rất là khó. Con này nó gây bệnh như thế nào? À không, nó đẻ sinh trưởng như thế nào? Cũng không có gì khó. Côn trùng á, tôi không có chú trọng chu trình phát triển bởi vì nó có một và đầu tiên đẻ trứng, trứng xong ra ấu trùng xong lên con nhộng, nhộng xong ra con trưởng thành. Được không? Quan trọng là cái cơ chế gây bệnh của nó ra sao. Ví dụ như con muỗi, tại sao nó lại truyền bệnh? Bởi vì nó cái tuyến nước bọt ha. Vậy con bọ chét này nó truyền bệnh như thế nào? Cái vai trò y học của con bọ chét, thứ nhất là một vector truyền bệnh, thứ hai là một ký chủ trung gian, và thứ ba là gây bệnh tại chỗ. Ba cái điểm này sẽ là ba cái câu ra thi. Vai trò y học của bọ chét ABCD làm thức ăn cho chó mèo hay cái gì đó. Có hay không? Không khó, không có mấy công nhận như vậy nha. Và cái này ha, vector truyền bệnh thứ nhất là bệnh dịch hạch, và thứ hai ít gặp hơn là Rickettsia musseri. Cái dịch hạch là cái mình quan tâm nhất. Rồi, thứ hai, ký chủ trung gian truyền bệnh sáng giải chó Diphyllium caninum. Cái này, cái con sáng giải chó này nó cũng gây ra bệnh nhiễm sáng trưởng thành ở người á, nhưng mà nó gây ra, nó là cái dạng dày sáng ve chó cũng được. Những cái trường hợp mà chó nó bị nhiễm thì lúc này ấu trùng nó sẽ đi vào trong máu và con ve sẽ hút phải cái ấu trùng. Khi đó ví dụ như là hiển nhiên các bạn có bao giờ ăn con ve chó không? Nhưng mà con nít đôi lúc nó bỏ vô miệng, hiểu không? Thì trong đó nó sẽ chứa cái con ấu trùng và sau đó sẽ bị nhiễm sáng giải chó. Rồi, thì bây giờ nhưng mà cái cơ chế gây bệnh quan trọng nhất bỏ chết là mình coi về dịch hạch. Các bạn đã học bài dịch hạch rồi và các bạn có được nói cái, các bạn đã được nghe qua cái cơ chế gây bệnh của dịch hạch, gây của vi khuẩn dịch hạch trên bọ chét chưa? Các bạn nghe nói cái tương tác giữa dịch hạch rồi giữa con vi khuẩn dịch hạch Yersinia pestis và bọ chét chưa? Chưa, đúng không? Thì bây giờ nó là như vậy. Cái con bọ chét á, nó có ba cái phần ruột, ruột trước, ruột giữa và ruột sau, được không? Thì khi mà nó hút phải máu của người bị bệnh dịch hạch thì lúc này cái con Yersinia pestis nó sẽ tạo ra một cái lớp biofilm, lời hay gọi là một cái màng sinh học. Cái màng sinh học đó nó sẽ block cái ruột trước của con sung của con bọ chét lại. Mà khi nó block cái ruột trước thì con bọ chét nó sẽ bị gì? Đói. Mà đói thì sao? Đói sẽ đi kiếm ăn. Mà khi đi kiếm ăn thì nó sẽ hút máu càng nhiều, đúng không? Nhưng mà máu nó có vô được cái ruột để tiêu hóa không? Không, nó đụng cái màng sinh học nó ở ngược ra. Mà cái màng sinh học đó là đầy vi khuẩn, đúng không? Mỗi lần hút máu xong cái nó ở ngược ra, hút máu ở ngược ra là nó trộn, nó hòa bao nhiêu vi khuẩn gì, Yersinia pestis nó đẩy vô người hết. Được chưa? Đó, cái vai trò cái màng sinh học là như vậy. Thì người ta, mình thấy cái sự tiến hóa của Yersinia, nguyên một cái nhóm Yersinia nó sẽ như thế nào? Ở trên cái con bọ chét nè, đối với cái loài Yersinia pestis nè, thì nó sẽ tạo ra cái biofilm ở ngay cái foregut, có nghĩa là ruột trước. Thì lúc này đây là một cơ chế truyền bệnh hiệu quả, bởi vì tới đây thì là máu nó sẽ ở ra trong lúc nó hút máu và nó sẽ truyền cái con vi khuẩn vào máu người. Mà khi nó đói nó lại càng đi chích dữ nữa, nó càng đói nó càng đi chích dữ, được không? Mà nó càng chích như vậy nó càng truyền cho nhiều người, nhiều người động vật hơn. Nhưng mà đối với cái trường hợp mà những cái trường hợp mà nó tăng đột biến, cái đột biến gen xuất hiện á, thì tự nhiên nó lại tạo ra một cái đột biến, nó tạo ra cái bao phim ngay ở cái ruột giữa. Ủa mà tạo ruột giữa là cái gì?
máu vô tới đây là ổn rồi đúng không? Máu vô tới đây là cũng no được phần rồi. Vậy thành ra trong trường hợp này, cái này là tăng biểu hiện đột biến gen, còn cái này là mất đột biến gen, mất đi cái biểu hiện gen. Mất biểu hiện gen như của việc Yersinia pestis lúc này nó tạo cái biofilm ở ngay cái ruột trước. Còn nếu như mà tăng cái biểu hiện gen thì nó lại tạo biofilm ngay ruột giữa. Mà vô ruột giữa có ý nghĩa gì không? Không. Còn ở đây cái con Yersinia pseudotuberculosis này thì nó lại tạo cái biofilm ở ngay cái ruột cuối. Nghĩa là ăn vô mà không đi cầu được. Không liên quan ha. Ở đây hai cái trường hợp này nó đều không tạo ra được một cái cơ chế truyền bệnh hiệu quả. Chỉ có cái con Yersinia pestis này là nó tạo được cái cơ chế hiệu quả thôi. Là nó sẽ tạo ra một cái gọi là biofilm ở ngay cái ruột trước. Được chưa? Tạo màng biofilm ngay ruột trước, trên màng đó chứa vi khuẩn, máu nó ở ra là nó dính vi khuẩn, truyền ngược lại vào người. Hiểu chưa? Tạm hiểu chỗ này ha. Thì con bọ chét này nó nhảy rất là dữ nha. Hai cái chân sau của nó cái cấu trúc của nó rất là khỏe. Có ai bị bọ chét cắn chưa? Về quê sẽ thường bị bọ chét cắn ở chân á. Thì cái vết bọ chét cắn nó không vậy? Có ai bị chưa? Chắc là không biết đâu. Ví dụ nhiên về quê cái nhiên bị kia tự nhiên nổi mấy cái mẩn đỏ lên quá trời. Có thể là bị bọ chét cắn đó các bạn nha. Ở khắp người luôn thế. Không biết có bị bệnh gì hay không. Rồi đây là các đặc điểm của đây là phân loại một số đặc điểm của côn trùng cắn ha. Ví dụ như là giường cắn. Đây là bọ chét cắn và đây là mũi cắn. Mũi cắn thì nó là một cái sẩn phù, không có gì hết. Bởi vì do cái histamine tiết ra nên nó gây mề đay. Được chưa? Rồi, với bọ chét cắn thì lúc này á nó sẽ thường là đỏ. Đỏ rất nhiều. Được không? Hồng ban nổi lên rất là rõ. Còn đối với rệp giường á thì cái vết cắn của nó thường là nó nhỏ lắm, nó nhỏ li ti à. Tại vì sao cái cấu trúc miệng con rệp giường á nó không có lớn, không có lớn bằng con bọ chét. Cái dạng của nó là dạng xích sắt, nhìn nè. Cái dạng mà chích của con rệp giường là dạng xích sắt. Trong khi cái dạng chích, cái hình dạng, cái tổn thương của con bọ chét cắn á nó sẽ là một đám. Con này chơi cho biết thôi chứ không có thi. Nha, nên khỏi cần quá quan tâm ha. Rồi bây giờ mình chỉ nó làm sao? À bây giờ mình làm sao để mình hạn chế bọ chét? Làm sao để hạn chế bọ chét? Hả? Làm sao để hạn chế bọ chét? Diệt chuột hả? Hồi xưa nhớ là có cái phong trào diệt chuột gì ở gì hồi lịch Pháp, không biết có ai nghe chuyện gì chưa ta? Tôi nghĩ là có nghe đó ha. Người ta kể lại hồi xưa, tức là cho thấy là trí khôn của ta đây. Là lúc mà xưa Pháp mà thấy ở Hà Nội nhiều chuột quá thì lúc đó nó mới cho là cứ bắt được con chuột là được nhiêu, được một đồng. Thì lúc này là chuột đem về người ta bắt, người dân bắt rất là nhiều. Tới thời Pháp mà người dân bắt rất là nhiều. Nhưng mà chất chồng nhiều quá nên mấy ông á, mấy chất chồng mấy cái lồng chuột nhiều quá nên mấy ông mà gọi là chính quyền á, chính quyền Pháp hồi xưa á, mấy ông nói là thôi tính đuôi đi để trả cái kể trả tiền thưởng. Nhưng mà tính đuôi xong cái hay quá mà nuôi chuột, đúng không? Chí khôn người mình hồi xưa tính là sẽ nuôi chuột. Nuôi chuột để làm gì? Chặt đuôi thôi, xong rồi nó giết chết hay làm gì đó tùy. Thành ra cuối cùng số lượng chuột không giảm mà còn tăng. Hiểu ý không? Thành ra diệt chuột nó không phải là một phương pháp hay. Cái quan trọng là bạn phải gọi là phát quan mấy cái gọi là dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh cho nó ổn, làm sao đó để mà chuột nó không có tăng sinh. Một khi mà số lượng chuột tăng sinh, các bạn quan tâm tới cái gì? Chuột nó nhiều hơn, không có phải là nhà giàu có hay cái gì nha. Các bạn phải quan tâm tới cái vấn đề dịch hành. Được không? Chuột mà nó gia tăng số lượng, các bạn phải quan tâm tới vấn đề dịch hành có hay không. Bởi vì bệnh dịch hành rất nguy hiểm. Được chưa? Bệnh dịch hành hay gọi là cái chết đen á. Cái này các bạn đã từng nghe rồi đúng không? Nó chắc là như nó giết chết 1/3 hay 1/2 dân số châu Âu á. Thời Trung Cổ. Còn giờ thì không biết. Dịch hành bây giờ ở thuốc trị nó cũng đơn giản, không có nhiều. Nhưng mà cái đoạn mà phát hiện ra và quản lý dịch nó mới là khó. Rồi học nhanh tới con ruồi. Con ruồi
là lớp côn trùng Insecta và là bộ hai cánh Diptera luôn. Các họ của nó có ba cái, là bốn nhóm, bốn họ. Thứ nhất là Muscidae, chủ yếu là con ruồi nhà Musca domestica. Cái con ruồi mà nó nhỏ nhỏ nó bay vòng vòng trong nhà mình á thì nó sẽ gọi tên là Musca domestica. Giống như cái họ thứ hai là Calliphoridae, nó bao gồm các loại ruồi xanh. Cái giống mà Calliphoridae, các bạn thấy mấy con ruồi mà nó xanh bóng lên không? Cái ánh màu xanh dương á. Đó là giống ruồi, các bao gồm các giống như là Califora, Luciria hay là Chrysomia. Thì đây là các giống ruồi mà nó có màu xanh dương hoặc là màu xanh đậm lên, được không? Rồi còn cái giống mà Sarcophagifagidae là hai giống quan trọng, Sarcophaga với lại Wolfachia. Thì cái hai cái giống ruồi này nó có bốn cái sọc ở trên lưng. Và giống ruồi này rất là lớn nha. Mấy con nhện bự thì bự á. Chắc không có mừng tượng được đâu ha. Ê mà hỏi thiệt nha. Với khu này á, đồ ăn có sao không? Có sao không? Hỏi thiệt, cái đó hỏi thiệt. Các hay là các bạn tự nấu ăn? Thì á, nếu mà các bạn mà vô tình các bạn bắt được ruồi á, đem lên thì cũng được nha. Đúng không? Mình sẽ định danh thử con ruồi là con gì. Nếu mà các bạn bắt được ruồi xanh thì cũng hay á, tại mấy con nó hay ăn xác chết. Rồi, cái chu trình phát triển của ruồi thì sao? Nó biến dạng hoàn toàn, biến thái hoàn toàn. Và trứng ruồi nó sẽ thích ở những nơi ẩm ướt và có mùn hữu cơ. Nói chung là khi mà các bạn bớt cái đống rác lên á, là các bạn sẽ thấy những con giòi và ú nằm trong đó nha. Bởi vì ruồi nó rất thích những nơi ẩm ướt và đang phân hủy rác này nọ, đang phân hủy, nó sẽ rất thích. Đúng rồi. Vai trò của truyền bệnh của ruồi. Ruồi là một vector cơ học. Ok, ruồi là một vector cơ học. Tại sao? Con ruồi nó không có ăn, không phải là nó ăn nguyên một cái tảng thức ăn, mà là nó sẽ hút cái dịch thức ăn, được không? Nó sẽ hút cái dịch thức ăn. Thì khi mà thức ăn quá nhiều, nó sẽ nôn cái chất dịch ở trong cái diều của nó ra, gọi là phần dạ dày của nó ra. Và cái chất dịch này chứa rất nhiều vi khuẩn. Thành ra khi bạn thấy con ruồi, nếu bạn quan sát kỹ con ruồi đậu trên cái miếng dĩa đồ ăn, dĩa rau muống chẳng hạn, hay là một cái dĩa lòng chẳng hạn, mà bạn thấy nó đang dùng cái vòi của nó xăm xôi trên cái miếng đó, trên cái miếng đồ ăn á, nghĩa là nó đang ủa ra, nó đang ủa ra cái dịch bên trong cái dạ dày của nó, cái diều của nó. Và bên trong cái dịch đó sẽ có rất nhiều vi khuẩn ha. Cái thứ hai là khi nó ăn cũng là lúc nó ị, nó vừa ăn nó vừa ị và nó phóng uế ra, lúc đó mầm bệnh sẽ đi theo phần của nó. Cho nên mấy lần thấy ruồi thấy ăn nó sẽ ó ị á, nhưng mà ở trên dĩa đồ ăn thường mình đuổi nhanh quá nó chưa kịp ị. Và cái thứ ba là mầm bệnh sẽ rơi ra khỏi thân, cánh và chân của nó để dính lên đồ ăn của mình, được chưa? Đây là ba cơ chế mà ruồi sẽ gây, sẽ là một vector cơ học để truyền bệnh, được không? Ruồi không phải là vector sinh học nha. Vai trò gây bệnh. Bệnh dòi ruồi nghe chưa? Bệnh dòi ruồi đây có bao gồm nhiều thể bệnh. Bệnh dòi ruồi hay gọi là miasis, là có bệnh dòi ruồi, dòi hút máu. Bệnh dòi hút máu là gặp phải con ruồi nào? Mấy ruồi trâu á. Mấy ruồi trâu mà chích vô mấy con ở bên châu Phi á, mấy ruồi trâu nó chích vô nó hút máu của động vật á ha. Bệnh dòi nó cũng sẽ hút máu luôn. Bệnh dòi vết thương, ở đây mình hiếm gặp bệnh dòi vết thương lắm. Mình thường gặp bệnh dòi vết thương trong trường hợp nào? Thảm họa, bệnh nhân bị kẹt, cái người gặp nạn á, người ta bị kẹt trong những cái khu vực gặp nạn và lâu thời gian, cỡ chừng một hai tuần, thì lúc đó cái vết thương nó không đồng đậy được mà nó lại bị nhiễm nữa, nó lại bị phơi bày ra môi trường. Thì lúc này các con ruồi nó sẽ đánh hơi được, dù ở đâu có thức ăn, ở đó có ruồi ha. Khi các bạn cúng cũng vậy, là các bạn cúng con ruồi đầu tiên chứ không phải cúng cho ai, đúng không?
Cho nên nhà tôi giờ cúng là sẽ bọc cái ni lông lại chứ. Chứ thôi là một lát là đọc luôn ha. Rồi, bệnh dòi vết thương. Nhưng mà một cái đặc điểm nha, những con dòi này nha, nó lại ăn cái vết thương rất sạch. Tại vì sao? Mấy con dòi ruồi á, mấy cái bệnh dòi ruồi thì ok, nó thường dòi, tùy vô loại dòi nó có thể là ăn mô sống hay mô chết. Nhưng mà nếu gặp hơn, gặp ngay cái con ruồi mà ăn mô chết á, thì là cái vết thương của bạn nó sẽ rất là sạch. Bởi vì sao? Những con dòi nó sẽ ăn hết những cái vùng mô đã bị hoại tử. Còn dòi mụn nhọt, dòi vòi dưới da, dòi mụn di chuyển, mũi hầu này nọ, cái này là bị xui ha. Thì đây là cái bệnh dòi mắt. Thôi các bạn phải nhìn những kiểu này, bởi vì nhìn vô mình phải biết. Tại vì cách điều trị duy nhất của nó là gì? Nhìn thấy và gấp ra không? Được không? Chứ không còn, không có dùng thuốc được. Thứ nhất là bệnh dòi mắt ở những ngay cái vùng mô, cũng như cái vùng mà rảnh, ở vùng khóe mắt đó. Ở đây bệnh nhân có thể bị một cái vết thương. Và lúc này con ruồi, một cái loài ruồi gây bệnh nó đậu nó đẻ trứng lên ngay đó nha. Thì ấu trùng dòi nó sẽ phát triển và nó chui vào bên trong cái rãnh đó. Thứ hai ở đây là cái dòi vết thương. Cái dòi vết thương này, đây là một cái vết thương bị hoại tử. Và dòi nó sẽ phát triển ở bên trong, nó ăn những cái mô hoại tử. Đây là bệnh dòi ở vùng miệng. Thì cái này là do quá trình ăn uống thôi. Có thể là các loại ruồi mà nó dính, người ta nói cái dòi mà đường tiêu hóa, tại sao lại có dòi trong đường tiêu hóa, thì là do ăn những cái loại thực phẩm, ví dụ như là lên men, để như là phô mai mà có chứa dòi á, ở châu Âu á. Tại vì bên trong nó sẽ có ruồi đẻ trứng nha, nó sẽ có loại ruồi đẻ trứng. Hoặc là do những cái trường hợp mà mình ăn những cái thực phẩm mà mắm ở bên mình á, nó lại có loại dòi, chẳng hạn mắm ruốc, chẳng hạn mắm ruốc, chẳng hạn, ngon. Nên ăn phải lựa kỹ. Rồi, và đây là hai cái còn lại, đây là hai cái thể loại bình thường thường gặp. Những cái bệnh dòi ruồi thường gặp là một cái lỗ, cứ lâu lâu là thấy cái đầu của nó nhú ra. Tại vì sao? Nó thở nha. Làm sao để các bạn rút được con này ra? Không phải là các bạn thấy vậy các bạn rạch nguyên một cái đường dài các bạn rút nó ra. Các bạn trước tiên các bạn phải cắt nguồn cung oxy của nó. Bằng cách nào? Mình sẽ lấy một cái miếng băng keo, mình dán đè lên trên đây để 24 tiếng thì nó sẽ bị tắc thở, nó chết. Sau đó bạn mới gấp nó ra, được không? Và gấp cái này ra thì cũng phải cẩn thận, đừng có để bể cái con dòi, còn không bên trong nó sẽ bung ra những cái chất đó và dễ gây nhiễm trùng kích ứng, hiểu chưa? Và đây là cái hình ảnh con dòi ha, con dòi ruồi ha. Rồi, thấy ghê. Tuy nhiên cái ứng dụng của con dòi á, có ứng dụng nha. So với con mũi thì con dòi nó có ứng dụng nha. Thứ nhất là liệu pháp chữa bệnh bằng dòi, market therapy ha. Và cái loài ruồi đặc trưng mà người ta sử dụng là Lucilia sericata nha. Cái loài ruồi mà được ứng dụng để trị vết thương á, Lucilia sericata. Thì những cái vết thương mà hoại tử răng gan hay là hoại tử sinh mũ này nọ, cắt lọc khi nào ai biết, thậm chí nó còn sâu bên trong nữa, đúng không? Lúc này các bạn sẽ tung ra một cái đoàn quân ăn sẵn chết là mấy con dòi, mà dòi nó chỉ ăn mô chết thôi. Mình chọn những con dòi ăn mô chết chứ không chọn dòi ăn mô sống ha. Dòi ăn mô chết nó đục hết tất cả, nó đục sâu, nó ăn hết tất cả các mô chết, thành ra cái vết thương lúc đó nó sạch vô cùng. Nhưng mà thả vô bao nhiêu con thì nhớ đếm lại bấy nhiêu con, được không? Thường những trường hợp bị gì người ta không có cảm giác đâu. Tuy nhiên cái sợ nhất, cái biện pháp mà dùng đĩa hay dùng dòi á, sợ nhất là cái tâm lý của bệnh nhân. Tại nhìn vô rất là ghê, đúng không? Nhưng mà lúc này không có cảm giác. Theo người ta kể lại là không có cảm giác, được chưa? Và vết thương lúc này rất là sạch. Sau đó khi mà các bạn cho dòi lên rồi gấp hết dòi ra, chăm sóc vết thương sạch bình thường sẽ lành lại rất nhanh hơn cái việc là bạn cắt lọc. Tại bạn cắt lọc bạn có thể cắt luôn mô lành, hiểu ý không? Nhưng mà những con này nó sẽ ăn mô chết chừa mô lành. Đây là một cái gói ha. Rồi, đặc biệt một cái nữa là ruồi nó có quan vai trò, ruồi và dòi của nó có vai trò quan trọng trong pháp y, trong khoa học hình sự.
Tại vì sao? Cái loài ruồi mà thường người ta thường quan tâm nhất là Calliphora vicina. Cái loài ruồi này là loài ruồi xanh á, nhặn màu xanh á, nó màu xanh bóng lên á. Thì người ta dựa vào cái gì? Nè, cái con nhặn, cái con ruồi màu xanh này nè, bắt được con này nó ăn xác chết nè. Ha? Các bạn thấy trong những cái xác chết, các bạn cứ đi tìm thử mấy cái xác chết chó, mèo hay cái gì đó, các bạn thấy những con ruồi này màu xanh rất nhiều. À, thì người ta dựa vô cái gì? Dựa vô hình thái của cái ấu trùng. Dựa vào đầu tiên sự xuất hiện của ấu trùng khoảng bao lâu, rồi sau đó coi kích thước ấu trùng nó lớn lên. Ví dụ như ở đây, đầu tiên ta thấy, người ta thấy trứng đâu, người ta thấy ruồi, thấy cái ấu trùng con dòi nó nhỏ cỡ này. Ồ, đoán cũng khoảng từ 23 tới 27 tiếng đồng hồ, nói chung là chết khoảng 1 ngày. À, để xác định thời gian đúng không? Rồi sau đó để từ con này lên con này là cần 27 tiếng nữa, thì là cũng khoảng 2 ngày để nó lớn lên.